Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Thì trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi vào kỹ băng hà nha các bạn. Đó. Và ở đây mình sẽ điểm danh những con khủng long, những con những cái loại DNA hóa thạch của kỹ băng hà nha các bạn. Đó, mình nhầm. Ở đây mình đã có voi mammoth nè, đó, chim đu đu, ngựa quagga, tê giác cổ đại Elasmodium. Ở đây nó có con hổ răng kiếm Smilodon nữa nè. Đó. Ngoài ra mình còn có mấy con chim khổng lồ các bạn à. Đó. Nhìn nó rất là kinh khủng nha. Đây, Calican Forest Racos. Trời khó đọc quá. Đây, Gastonid nè và Titanid. Trời hấp dẫn luôn nha. Thì trong những cái loài này, mình sẽ tiến hành hồi sinh một con trong tập ngày hôm nay thôi. Đó chính là loài voi mammoth nha các bạn. Đó, mình có ba cái DNA thôi. Đó, nên mình sẽ hồi sinh nó luôn. Đây, chúng ta sẽ đi múc sữa sẵn đi. Đó. Múc sữa sẵn mình sẽ múc 10 cái luôn đi. Đó, cho nó tiện. Ok, múc hết rồi các bạn. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đi ra để mình cho mấy cái loại này vào nha các bạn. Đó. Mấy cái DNA cho nó hết vào. Đó. Và cái cuối cùng. Rồi. Số còn lại mình sẽ cất lại nha. Rồi. Vì nó là một trong những con của kỷ băng hà, nên mình quyết định là trang trí cái chuồng, cũng như là xây dựng nó có cái phần băng tuyết luôn nha các bạn. Cái phần snow đó. Và chúng ta có thể tìm băng tuyết từ cái này nè. Đó, rất là tiện luôn. Đây. Đó, cái bề mặt này thì đào tuyết rất là dễ luôn nè. Đó. Rồi, cái đầu được chừng này rồi chúng ta có thể ghép nó thành mấy cái snow nha các bạn. Mình sẽ cần khá là nhiều stack snow đây. Mình sẽ cần chắc cũng phải một nùi snow đó. Kinh khủng thật chứ. Ok, thì mình sẽ cố gắng mình đào nha các bạn. Đồ đạc rất là nhiều luôn. Phải đào thôi các bạn ơi, không là chết á. Ok, mình đã đào đủ số snow cần thiết rồi nè các bạn. Oh, nó rất là nhiều luôn nha. Nói chung là mình hy vọng nó sẽ đủ thôi. Vẫn chưa chắc chắn nữa. Để mình sẽ tạo lấy mấy cái reinforced glass ra sẵn đi nha. Đó, chúng ta sẽ kéo ra. Mình sẽ tính từ cái ô chính giữa này nha các bạn. Tính từ cái ô này đi. Và vị trí này đúng không ta? Đúng rồi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, và cái ô này. Chúng ta sẽ tiến hành xây một cái chuồng với diện tích là 35x35 nha. Nó cũng giống cái chuồng của con Dilophosaurus đó các bạn. Để mình coi thử mấy em Dilophosaurus nó như thế nào rồi nè. Trời ơi, rất là đã luôn hen. Tập trước chúng ta hồi sinh nó nè. Wow, hình như nó có mấy con các bạn. Ó, có một con kìa. Wow, xịn nhen. Đó, tức là chúng nó đã bắt đầu sinh đẻ rồi đó. Ở đây mình sẽ đào cái này ra đi. Chúng ta sẽ tiến hành mở rộng cái này ra nha các bạn. Ok, mở rộng ra nào. Đây, 1, 2, 3. Rồi, chúng ta sẽ kéo ra 35 ô thôi các bạn ơi. Cổ lên nào. Wow, có vẻ chuột nó đang bị double click rồi đó. Thì là khó chịu mà. Ghét con chuột này ghê. Ôi ôi, mình sẽ tiến hành kéo ra luôn nha. Sẽ nhanh thôi các bạn ạ. Cứ bị double lít hoài thôi à. 35 ô. Và đủ luôn. Trời ơi, quá xịn. Ok, tiếp theo vẫn sẽ là 35 ô nữa nha các bạn. Chúng ta sẽ đến với cái này. 35 ô tiếp tục. Để mình sẽ cất đồ bớt vào đi. Nhiều quá. Đó. Kéo một cái diện tích thật là rộng ra luôn. Ok, 35 ô. Rồi, kéo lên nào anh em ơi. À quên, 34 ô chứ. Tại vì chỗ này nó có một ô rồi. Mình sẽ kéo ra thôi nha. Wow, xinh xinh. Ồ, chỗ này. Rồi, kéo thêm nào. Rồi, có vẻ là đủ rồi đó. Và một ô cuối cùng. Đó, quá xinh luôn. Trời ơi. Ở đây một cục nữa nè.
Đó. Ôi, nó bị phạm xuống. Trời ơi, định mệnh á. Cái sẻn này nó đào nhanh quá. Bạn thấy không? Cái sẻn đào nhanh quá nó cũng khổ chứ đâu có sướng gì đâu. Ôi ôi. Rồi, tới đây, được rồi. Đủ rồi. Đây mình sẽ lắp một cái ô ở đây đi. Kinh khủng thật. 34 ô. Ok, kéo ra nào anh em ơi. Kéo ra thôi. Ok, 15 ô nữa. Kéo ra thêm 10 ô nữa nè. Wow, lâu quá, lâu quá. Rồi, đủ luôn nè. Tiếp theo đó chúng ta sẽ kéo cái đường cuối cùng. Cái này sẽ rất là nhanh thôi. Đó. Xây nguyên cái chuồng bằng snow luôn các bạn à, bằng tuyết hết luôn. Đó, cho bọn này mang cái cảm giác lạnh lẽo một xíu. Tại nó mới phù hợp với cái thời tiết mà chúng nó đã ở chứ. Chứ bây giờ mà nó ở thời tiết hiện đại thì sao mà chịu nó chịu được. Đây mình sẽ ra thêm 3 ô nữa nha các bạn. Bên đây cũng ra 3 ô luôn nè. Đó. Ok. Ta sẽ đào. Trước mắt là đào ra trước đi. Đó. Wow. Hy vọng nó không sao. Cái sẻn đào nhanh quá nó cũng nguy hiểm đó các bạn ơi. Ghê thật. Ok. Cứ chậm rãi thôi. Ta sẽ tiến hành kéo nó ra đi. Kéo ra. Kéo ra tiếp tục. Sẽ rất là nhanh thôi. Sời ơi. Mà cái cây quan này thì nó xuống rất là lẹ luôn. Xong tôi rồi. Giờ là xíu nữa mà xây nó sẽ hơi cực một xíu các bạn ạ. Rồi. Có vẻ là không đủ cái này rồi các bạn ạ. Ok, mình sẽ đi đào thêm một số snow luôn nha các bạn. Rồi, mình sẽ tiếp tục kéo cái mấy cái snow này ra luôn nha các bạn. Quá xịn luôn, trời ơi. Mình hy vọng mình đủ thôi. Số snow này. Tốn level quá. Đáng lẽ chúng ta nên tạo một cái cây shovel mới thì nó sẽ đỡ hơn đó các bạn. Trời ơi. Ở đây mình đem đi sửa. Ôi ôi. Tại mình tiếc cái cây này quá. Với lại đây là phiên bản cũ á, nên nó không có mending nữa. Trời ơi, buồn thiệt. À, rồi. Cuối cùng chúng ta cũng đã có xong một cái sàn rồi các bạn à. Và trong thời gian offline mình cũng đã lắp nguyên một cái sàn gỗ, một cái sàn cỏ như thế này. Các bạn thấy không? Đây, thì cái sàn bằng snow này nó sẽ cạnh tranh với cái sàn của cái con Dilophosaurus nha các bạn. Đó, rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kéo mấy cái Reinforced Glass này ra nha. Tại sao mình lại dùng mấy cái loại này? Thì lý do nó rất là đơn giản luôn. Tại vì nếu mình dùng mấy cái tuyết mà theo tuyết tắm như thế này nè các bạn à, snow này nè, thì chúng ta sẽ rất là bất lợi. Đó. Để gần mấy cái Neon Glowstone thì nó sẽ bị tan ra ngay. Đó. Nên mình bắt buộc phải dùng cái loại này thôi. Khá là buồn hen. Để chúng ta cất lại vào 2 stack đi. Nếu mà dùng tuyết tắm mà nó phủ lên mấy cái grass block hay là mấy cái dirt này thì chúng ta sẽ lời rất là nhiều rồi. Ok, tiền là 34 nè. Chúng ta 34 đúng không? Để mình chia ra xem nào. 17 15 thôi. À quên, 16 là đủ rồi. Ok, mỗi loại 16 đúng không? Nữa, lại double click nữa. Chán thế nha. À cái con chuột này chứ. Mệt đó. Rồi. Ok. Đây mình sẽ cắt ra 3 ô nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ xây như thế này luôn. Ui lố rồi. Định mệnh á. Chơi mình sẽ lố mất tiêu rồi. Rồi tới đây nha các bạn. Đó. Quá tiện luôn. Rồi ở đây mình sẽ tiến hành kéo ra tiếp tục. Wow. Tha hồ thoải mái thôi. Sơi. Nhưng cũng phải coi trước coi sau nữa.
Nếu không chúng ta sẽ đạp cái mấy cái reinforced này nó rất là mệt luôn đó. Rồi, 3 ô rồi. Tiếp tục kéo ra thứ thôi các bạn ơi. Quá xịn. Trời ơi. Ở đây nó đang chưa lót cái này nè các bạn à. Đó, lâu lâu nó cứ vậy hoài à. Chán thật. Ừ, chúng ta sẽ kéo ra một mớ đi. Tới đây. Rồi, đủ rồi. Ok, kéo tiếp nào anh em ơi. Và cái hàng cuối cùng ở đây đó. Còn cái chỗ này thì mình sẽ tiến hành cho nó lên như thế này các bạn. Cho nó lên như thế này. Rồi đó, vậy nó mới đúng bài chứ. Ok, cây hoa nó còn một xíu nữa thôi, chúng ta sẽ cố gắng lên. Rồi, ở đây thì mình sẽ cho nó lên thêm mấy ô nữa nha các bạn. Đây là 4 ô nè. 5, 6, 7, 8 ô. Rồi, đủ rồi. Chúng ta sẽ kéo như thế này ra. Đó. Trời ơi. Lần này thì xây nó hơi bị mỏi tay. Quên. Nó vẫn bình thường các bạn à. Làm tưởng có chuyện gì. Hú hồn. Hú hồn con trồn luôn. Rồi. Xây 8 ô các bạn ạ. Ghê chưa. Ồ, bên đây cũng thiếu luôn nè. Đó, xây như thế này chứ. Thêm một ô nữa và chúng ta sẽ tiến hành kéo ra tiếp tục. Cái này thì nó đỡ bị mắc sai lầm như cái cây Diamond One các bạn ạ. Xài cây Diamond One chúng ta phải cẩn thận rất là nhiều luôn. Ồ, quên. Phải chỉnh chế độ cho nó. Đó, dày nó mới chịu các bạn ơi. Chúng ta sẽ kéo ra ngoài này. Và tới đây. Một phát nữa, rồi. Tiếp tục mình sẽ kéo ra tới cuối cùng nha các bạn. Quá xịn luôn. Ok. Kéo ra cuối cùng thế nào. Ồ, trời, chúng ta hết reinforced glass rồi. Đây mình cũng còn một mớ đây. Chúng ta chi sổ rất là nhiều luôn nên không có sợ. Đây, cục ở dưới và chúng ta sẽ kéo tiếp tục. Và chúng ta sẽ kéo tiếp tục thôi. Và này mình sẽ kéo tiếp nha. Hấp dẫn. Ủa, hết mấy cây hoa luôn rồi. Ôi ôi, chúng ta còn mấy cái que nữa không? May quá, còn thêm một mớ que nữa. Không là chết tôi rồi. Đây mình sẽ làm thêm mấy cây hoa nữa đi. Thì mình nhiều đồ mà. Sắt mình cũng nhiều. Bây giờ mình chỉ thiếu mọi thứ đó chính là kim cương thôi. Kim cương thì nó hơi bị gọi là đắt đỏ một xíu. Đây. Quên mất. Lúc nào tạo cây quan mới chúng ta cũng phải chỉnh hết các bạn à. Cực khổ như vậy đó. Rồi, xong luôn rồi nha. Bây giờ mình sẽ đến với cái phần ốp mái cho chúng nó nha. Mình sẽ ốp bằng mấy cái nether. À, mấy cái wood slab nha các bạn. Đó. Cái này ốp cho nó đẹp. Ok, sẵn mình sẽ cất mấy cái quan này vào luôn đi. Hey, số tiết này nãy mình đào dư nè. Thì hy vọng nó sẽ có ít trong những tập kế tiếp nha. À và tí kỹ băng hà nó còn dài mà. Tập kế tiếp sẽ còn sử dụng nữa thôi. Nên không sao đây mà. Rồi. Tình mệnh á. Con chuột lại bị double click rồi. Khổ thiệt. Tụi mình sẽ kéo ra thêm nha. Đó, cái phần này chúng ta sẽ kéo ra nè. Qua bên đây mình sẽ kéo tiếp tục. Wow. Hấp dẫn anh em ạ. May quá mình còn mấy cái wood slab. Tưởng mình hết là xong luôn rồi đó. Rồi. Cái này nó cào 8 ô luôn. Trời ơi, kinh khủng ha. Ok. Và đó, sao cho này bị lỡ một cái vậy. Rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã xong cái chuồng của bọn vội Memut rồi các bạn ơi. Kinh quá. Rồi, xong rồi. Ở đây mình sẽ cất cái này lại. Đó. Chúng ta sẽ lấy mấy cái này ra nha các bạn. Wow. Mình cũng còn mấy cái nút nữa. Mình tạo luôn cái này đi. Đó. Nút này thì mình vẫn sẽ sử dụng bằng Iron Block. Iron, nó đây rồi. Và đây. Chúng ta sẽ đặt mấy cái Carpenter Block ở đây nha các bạn.
Nói chung đặt cũng được mà không đặt cũng được, cũng không có vấn đề gì cả. Rồi, đây mình sẽ bọc nó bằng iron nha. Wow, sao nó hơi bị lắc vậy? Mấy cabinet block này, đó các bạn thấy không? Nó lắc quá chứ. Ồ, bớt lắc đi nha mấy đứa. Rồi, cửa thì mình sẽ sử dụng cửa sắt thôi để cho chúng nó không bị phá hủy. Bọn này nguy hiểm lắm. Ok, cửa sắt này anh em. Rồi, cất lại đồ. Và ta-da! Đó. Xong một cái chuồng rồi. Wow. Cao quá chừng. Rồi, ở đây thì mình sẽ đặt mấy cái glowstone nha các bạn. Đây, neon glowstone của mình. Vẫn là cái phương pháp cũ. Mình sẽ cắt ra 7 ô và đặt đi. Đó, đây một cục nè. Ok. Và chỗ này nó sẽ là một cục nè. Mình nhớ mà. Đây cũng là một cục nữa nè. Đó. Rồi, cái này thì mình sẽ làm lẻ thôi các bạn ạ. Hai, bốn, sáu, bảy. Ok. Tưởng 15 nữa là chết rồi đó. Sáu bảy, ok. Rồi, chỉ cần như vậy thôi. Đó, chúng ta sẽ làm ra rất là lẹ luôn. Thôi cái này nó chói mắt quá. Mà không sao, mình sẽ kéo ra. Cũng rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Tới cái block này rồi tiếp tục. Ở cái block này đó. Ok, mình sẽ qua bên đây và tiếp tục nữa nha các bạn. Còn ba hàng nữa thôi. Cũng nhanh thôi, không có gì đâu. Bên đây một cục nữa nè. Và chỗ này một cục nữa. Wow. Ờ đúng không vậy? Ok đúng rồi. Tưởng nhầm là chết rồi. Ê dài dài dài, chỗ này có vấn đề, có vấn đề. Rồi đúng cái lốc này rồi. Định mệnh tưởng bị lộn nữa chứ. Nó chói các bạn ơi, cái loại tiết này nè. Thêm shader nữa, nó hắt lên chói vãi chưởng ra. Đây nè, và mình sẽ kéo qua bên này nha. Chỗ này đúng không? Và chỗ này, đó. Mấy cục cuối cùng chúng ta sẽ đặt ở đây và cục cuối cùng sẽ là ở đây nha. Wow, xong rồi. Cuối cùng thì cái chuồng này nó cũng xong. Để bây giờ mình vào mình kiểm tra tụi nó một xíu nha các bạn. À, và các bạn nếu mà thắc mắc hồi sinh mammoth bằng cách nào với cái ống tim hồi nãy thì chúng ta có thể dùng mấy con như là bò, con heo và con ngựa đó để mà tiêm mấy cái ống đó vào nha các bạn. Duy nhất chỉ có cái con ngựa ở kỳ băng hà, cái con quắc ga hồi nãy mà mình nói á, thì nó sẽ chỉ tiêm được vào con ngựa thôi. Còn lại tất cả các con còn lại thì nó sẽ tìm được cả ngựa, cả bò và cả heo nha. Đó. Rồi ở đây thì mình sẽ lấy mấy cái dây này xuống thôi. Chúng ta sẽ dắt. À quên, mở cho mấy con heo đi ra cái trước cái đã. Đi ra, một con, hai con, đi ra nào mấy đứa. Một con rồi nè. Con này nè, mấy con này nó không chịu đi ra ta. Hai con. Rồi, ba con đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Hai con và con thứ ba. Ok, mình sẽ dắt cái bọn này đi nha các bạn. Trời ơi. Tôi cực khổ chứ. Mình sẽ dắt bọn này đi. Wow, một quãng đường cũng khá là dài đó. Ok, mình sẽ dắt nó tụi nó qua chuồng luôn nha. Wow. Hello tụi bay. Wow. Ồ, cái con Stegosaurus. Stegosaurus nó đứng ngoài này luôn nè. Rồi, để mình cất. Lấy mấy cái này lại cái đã. Stegosaurus. Sao mày đứng ở đây vậy? Wow. Hấp dẫn các bạn à. Mình thì mình rất là thích mấy con, thích lấy mấy con heo làm thí nghiệm mua, nên làm cứ cứ đè đầu tụi nó mà dẫn đi thôi. Chứ mình không thích lấy mấy con bò đâu.
Bò thì nó là thằng bò mà nó có thể cho mình sữa nữa. Ok. Ô chỗ này nó có một con heo sẵn luôn. Trời, biết vậy là tôi đỡ qua đây rồi. Ồ, sao cái chỗ này nó bị gì vậy? Wow, có vẻ là xài mấy cái carbon lock này nó bị lắc các bạn à. Lên coi nó bình thường là chưa. Rồi đi vô mấy đứa. Để mình đập cái cửa đi. Đi vô nào mấy đứa ơi. Một con rồi. Con thứ hai đi vô nè. Hai con và con thứ ba. Ok, mình sẽ khóa tụi nó lại nha. Khóa tụi mày lại liền. Rồi. Ba con cho tụi bay tung tăng đi nha. Tung tăng đi mấy đứa. Tao thả tụi mày ra rồi đó. Ok, cất mấy cái này lại anh em ạ. Wow, đồ đạc nhiều quá. Wow, cái cửa nó hết bị lỗi đó các bạn ơi. Quá xịn luôn. Trời ơi. Đó, chắc do cái carpenter block này nè. Đó, nó khá là nguy hiểm. Ở đây thì mình đã đặt hết 6 cái feeder nó ầm như lòng đất rồi. Đó, và chúng ta cũng đã cho hết mấy cái lương thực vào feeder hết rồi nha. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành đi về nhà cái đã. Rồi, ở đây chúng ta sẽ xem thử. Nó đã xong chưa? À, lộn, nó bên đây mới đúng chứ. Ồ, ba cái, nó đã xong rồi các bạn à. Rồi, ngày này nó cũng đã tới. Chúng ta sẽ tiến hành... mình sẽ đi ra ngoài này nha. Chúng ta sẽ tiến hành chích mấy cái kim tiêm này vào mấy con heo nha các bạn. Một con nè, hai con và ba con. Đó, để mình xem. Nó đang bắt đầu chuyển đổi rồi các bạn ơi. Đây là Free Nancy Rogers. Đó, được 1% rồi nè. Cái này nó lâu hơn mấy cái trứng các bạn à. Chúng ta dùng trứng á, để gần mấy cái ánh sáng á, nó sẽ nở nhanh hơn. Còn cái này thì nó khá là lâu đây. Mình sẽ đứng đây mà chờ một xíu nha các bạn. Hey, chờ nãy giờ nó mới được có 90%+ thôi các bạn à. Trời ơi, muốn qua ngày mới luôn rồi đó. Trời, các bạn thấy kinh khủng không? Ở đây chúng ta có một con Brachiosaurus. Con này là con tầm trung thôi. Ồ, nhìn nó khá là dễ thương ha. Vào và mấy bọn này nó phá bon quá vậy. Ok, 98% rồi nè các bạn. Để mình coi cái con vôi mammoth nó sẽ chui ra từ đâu đây. Và ui, phá trướng nó nhân bản ra các bạn à. Đây là chúng ta có được một con vôi mammoth rồi nè. Bên đây một con mới nè. Chúng nó ngủ rồi hả? Ngủ hết rồi vậy. Rồi, trong khi chúng nó ngủ thì mình sẽ tiến hành cho chúng nó mấy cái essence of chicken nha các bạn. Và sẵn mình sẽ lấy cái cây whip ra luôn. Và để mình ăn một phát cái đã. Wow, cho nó essence of chicken trước đi. Ồ, con này là con mèo. Con này là con mèo, hai con mèo. Con này con gì đây? Female đi. Ồ, female hên quá. Rồi, mình sẽ cho nó rất là nhiều essence of chicken luôn nha các bạn. Rồi, cho nó ra đây đi. Rồi, cho nó ngủ thôi. Ngủ đi mày. Ồ, con này nó tự ăn nè các bạn. Ồ, sướng. Wow, hấp dẫn. Đó, chúng ta tem được con này rồi nè. Ồ, một con nữa các bạn à. Xịn quá. Con này có tự ăn không? Nó không tự ăn. Và con này. Còn cuối cùng, con này cũng là con đực nha các bạn. Wow. Ồ, để mình tem được con này đi. Đó, rồi, đủ rồi. Thuần phục hết tất cả ba con mammoth nha các bạn. Trời, nó rất là bự luôn. Wow, kinh khủng thật. Giờ mình cho chúng nó ăn một xíu đi. Ăn đi mấy đứa. Con này ăn luôn đi. Đó. Wow, quá đã luôn. Trời ơi, ngày hôm nay quá là xịn. À, để mình đi về nhà và chế tạo mấy cái quả bon nha các bạn. Trời ơi, mình thiếu mấy cái quả bon cho nó chơi rồi. Đầu tiên để xem nào. White bon, chúng ta chỉ có thể chế tạo được white bon thôi. Còn mấy quả kia thì nhuộm màu các bạn à. White bon, công thức nó đây. Đó, white bone. Nó sẽ cần wool nè, cần string. Bao nhiêu quả ta? Chắc chúng ta cũng có đủ mà, không sao đâu. String. String đâu rồi? Đây, rất là nhiều string luôn. Cần màu đỏ không? Màu đỏ nè. Một cục màu đỏ. Màu vàng luôn nè. Mình còn màu gì nữa không? Màu xanh luôn đi.
8 cục thôi các bạn ạ. Trên này là 6 cục thôi. Ok. 32. Đó, đủ rồi. Ok, chúng ta sẽ đi ra lấy mấy cái đi ra lấy mấy cái wool thật sự nha. Đây. Lấy mấy cái lông cừu này các bạn. Mình có đủ mà. Ta sẽ cần bao nhiêu cái nha. Cũng là 32 cái lông cừu luôn. Wow. Tốn kém dễ sợ à. Thay mấy cái này bằng lông cừu nó mới chịu. Căng thật. Rồi, 8 cái này rồi. Mình sẽ đi nhuộm màu cho nó nha. Đầu tiên là màu vàng trước cái đã. Màu vàng nè. Màu đỏ. Và cuối cùng là màu xanh nha. Ủa? Quên. Để vào đèn nơ mới được đó. Ok, quá xịn luôn anh em ạ. Cất mấy cái thuốc này vào cái đã. Mấy cái lọ rỗng này. Hey, mình sẽ đi qua đây cho cái bọn mammoth này nó chơi với banh nha các bạn. Mình sẽ cho nó 3 quả đi. Ồ, 1 quả nè. Không biết nó tụi nó có chơi không. À, nó có chơi. Wow, xịn xịn. Wow, bọn này nó lì quá. 2 quả. Và quả thứ 3. Đó, chơi đi mấy đứa. Ui, các bạn nhìn nó nè. Giờ không biết con nào con đực, con nào con cái luôn. Trời ơi. À, như con này con cái nè. Ồ, cái ngà nó không có cong bằng cái con đực các bạn à. Đó, con đực cái ngà nó cong hơn một xíu nè. Con cái ngà nó không có cong. Wow, ba con nó chạy nó chơi kìa. Ok, thì cuối cùng ngày hôm nay mình cũng đã hồi sinh xong ba em voi mammoth của kỷ băng hà rồi nha các bạn. Thì nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến ở phía bên dưới video nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.